Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hướng về Đức Maria mẹ Thiên Chúa là bổn mạng của giáo xứ, nhân dịp năm mới, xin trân trọng kính gửi tới quý cha, quý chức và toàn thể quý ông bà và anh chị em niềm vui, hạnh phúc, bình an trong năm mới này. Xin cho một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng nhau. Chúc cho quý ông bà và anh chị em năm mới với một trái tim mới. Nguyện xin Chúa rủ thương tươi nét mặt nhìn tới anh em. Tất nhiên trong đó có cả chị em nữa, có cả các bạn trẻ nữa, có cả các thiếu nhi nữa. Nhưng bởi vì trích Kinh Thánh thì phải trích như vậy thôi, bao hàm tất cả mọi người chúng ta. Xin được Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn tới chúng ta trong suốt năm này. Và nếu như mong đợi một năm mới với một trái tim mới, đó là điều khát khao cho tất cả mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều tà áo mới lắm, có nhiều điều mới lắm. Nhưng tất cả những cái mới đó nếu không làm mới tâm hồn của chúng ta thì chúng ta chưa giống mẹ Maria được. Và khi chúng ta chọn Đức Maria mẹ Thiên Chúa bổn mạng của giáo xứ, chúng ta cần học ở nơi mẹ, cần bắt chước mẹ mỗi ngày. Và nếu như nói có thể một cách cụ thể là chúng ta bám vào tà áo mẹ mỗi ngày, mỗi lúc. Trước thánh lễ, cha Phaolô chia sẻ về việc chọn tên thánh bổn mạng cho giáo xứ, về việc ôn lại những kỷ niệm đẹp của Ngài trong những năm phục vụ tại giáo xứ. Tất cả những cái điều đó như nhắc nhở cho tất cả mỗi một người chúng ta, gia đình giáo xứ Tân Phước có sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa hằng tươi nét mặt nhìn tới chúng ta. Có Đức Maria luôn luôn che chở chúng ta. Và nếu như chúng ta bắt chước nơi mẹ, chúng ta học cách mà tin mừng Thánh Luca thuật lại. Mẹ Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều đó trong lòng. Ghi nhớ nha, chứ không vội vàng tuôn trào cái suy nghĩ theo xúc cảm của bản thân mình. Mẹ Maria hằng ghi nhớ tất cả những chuyện đó để suy đi nghĩ lại, để tiếp tục tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa qua những chuyện diễn ra trong cuộc sống. Và không phải chỉ khi Chúa Giêsu giáng sinh, mà ngay khi sứ thần truyền tin cho mẹ, mẹ khó hiểu lắm, mẹ không chấp nhận được. Mẹ đối thoại với sứ thần,
Mẹ cầu nguyện, mẹ tiếp tục khám phá điều Chúa gửi tới qua những sự kiện ấy như thế nào. Và không dừng lại như vậy, mẹ tiếp tục thể hiện bằng hành động. Mẹ cụ thể đi tới gặp người chị em bạn dì của mình để trao đổi, để trò chuyện. Và nói như các bạn trẻ ngày hôm nay ấy, là để trải nghiệm niềm tin của mình với người khác. Quan trọng lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Cần phải có những trải nghiệm niềm tin với người khác. Chiều hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta cung nghinh Đức Maria trong một cuộc rước có thể được gọi là mỗi năm một lần, khai mở một năm mới. Chúng ta muốn xác tín cái hành trình cuộc đời của chúng ta, và chúng ta muốn quyết tâm cùng với mẹ tiếp tục làm nên những nét mới trong hành trình lịch sử của giáo xứ thân yêu của chúng ta. Và nếu như chúng ta muốn làm nên những nét mới trong hành trình đức tin tại giáo xứ chúng ta, thì chúng ta cần phải làm mới con tim của mỗi một người. Cần phải làm mới con tim của chúng ta như lời của ngôn sứ Ezekiel trong chương 36: Xin tạo cho con một trái tim mới, xin hãy đặt thần trí mới vào lòng chúng con, thay thế quả tim chai đá bằng một trái tim biết yêu thương. Ai trong chúng ta có thể nói rằng trái tim của mình không cần được biến đổi thêm nữa không? Ai trong chúng ta có thể nói được rằng chúng ta không cần phải thay đổi để làm mới cái hành trình đức tin của mình mỗi ngày không? Không. Bởi vì chúng ta xác tín rằng tình yêu của chúng ta có giới hạn. Chúng ta xác tín rằng con người của chúng ta bị lệ thuộc bởi những giá trị xúc cảm. Nó không cho ta nhìn một cách sâu sắc để thấy điều Thiên Chúa muốn ở nơi cuộc đời của chúng ta. Thành thử ra các cụ vẫn răn dạy các con cháu của mình rằng vội giận thì mất khôn, mà vui quá thì cũng không nhìn ra được đâu là cái yếu tố khách quan nó đang tác động nơi cuộc đời của mình. Cuộc sống của gia đình chúng ta, của giáo xứ chúng ta, của mỗi một người chúng ta, nhiều khi chúng ta không điều chỉnh được những cái xúc cảm dâng trào. Vui quá, buồn quá, lo lắng quá, tất bật quá. Những cái quá đó cần phải được điều chỉnh lại. Những cái quá đó mà mẹ Maria diễn tả để cho chúng ta thấy rằng cần phải ghi nhớ, suy đi nghĩ lại. Có nghĩa là chúng ta cần phải cầu nguyện với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Và có như vậy thì sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa và ơn Chúa Thánh Thần tác động nơi mỗi một người chúng ta sẽ mỗi một ngày đem lại cho chúng ta cái nét mới của con tim yêu thương. Có ai trong chúng ta ở đây không thích một cái tâm hồn mới không? Có ai trong chúng ta ở đây không thích một cái nhìn tích cực mới mà bản thân mỗi một người chúng ta cần có cho nhau mỗi ngày không? Chúa Giêsu không hứa giải quyết hết những cái khó khăn trên bước đường đời của chúng ta. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta đến với Chúa để học một nơi Chúa bài học của tình yêu thương. Hãy học một nơi trái tim Chúa và xin Chúa uốn nắn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Chính trong ý nghĩa đó, khi chúng ta tôn vinh Đức Maria, là chúng ta cần phải nhìn ra cái cách mẹ sống, để rồi như Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong tông huấn Christus Vivit: tình yêu của Thiên Chúa có khả năng sống mãi và làm cho tình yêu của chúng ta trở nên bất tử. Tình yêu không bao giờ cạn kiệt nếu ta biết gắn chặt cuộc đời của mình trong ánh sáng của niềm vui tin mừng. Và Đức Maria đã thực hiện điều đó trong cuộc đời của mẹ. Mẹ cũng muốn mỗi một người chúng ta, những người giáo dân của giáo xứ Tân Phước, hãy làm mới con tim của chúng ta. Hãy làm mới con tim của chúng ta thì chúng ta sẽ bước vào năm mới với một cái tâm tình mới,
và chúng ta cùng nhau viết lên những trang sử mới của giáo hội tại giáo xứ thân yêu của chúng ta. Các thành viên trong các hội đoàn tiếp tục viết lên những trang sử đầy yêu thương trong sinh hoạt của hội đoàn. Người lớn cũng như người nhỏ, tất cả mọi người chúng ta đều hòa chung trong một cái tâm tình để xin tình yêu của Thiên Chúa và mẹ Maria luôn luôn giúp cho mỗi một người chúng ta hãy để lại những cái không vui trong hành trình đã qua. Hãy để lại những gì mà Thiên Chúa đang tiếp tục mời gọi để soi rọi bước đường đời của chúng ta trong cái nhìn mới, tại một năm mới. Và như thế chúng ta sẽ có được một con tim mới. Chúc cho quý ông bà và anh chị em, cho tất cả mọi người chúng ta, cho những người con yêu dấu của mẹ Maria, hãy làm mới cuộc đời của mình trong nhau. Hãy cùng nhau nhìn về tương lai để giúp nhau xây dựng, để giúp nhau chia sẻ niềm tin, để giúp nhau cộng tác, để giúp nhau thấy được rằng đâu là con đường Thiên Chúa mong đợi ở nơi cuộc đời của mỗi một con người. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thận khi chia sẻ niềm tin với các bạn trẻ, Ngài nói rằng Thiên Chúa có thể vẽ lên những đường thẳng từ những đường cong. Có nghĩa là cho dù con người có sai, cho dù con người có những giới hạn, nhưng nếu đặt để trong niềm tin và tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa có thể làm lại tất cả. Cho dù có ai đó cản bước đi trên hành trình đức tin của chúng ta, thì Thiên Chúa vẫn có cách để chúng ta vượt qua những cản trở đó. Có ai đó không vừa ý chúng ta, Thiên Chúa vẫn có cách để liên kết chúng ta lại với nhau. Giáo hội của Chúa mà, không phải giáo hội của ai hết á. Giáo xứ của Chúa chứ không phải giáo xứ của ai hết á. Và chính trong cái ý nghĩa đó, chúng ta nhìn về Chúa, chúng ta có Chúa trong hành trình đức tin của mình, chúng ta có Chúa trong quá trình phục vụ của chúng ta. Chúng ta phục vụ cho ai? Xin thưa, tôi muốn tôn vinh Thiên Chúa, tôi muốn làm rạng rỡ hành trình đức tin mà Đức Maria, bổn mạng của giáo xứ, mời gọi chúng tôi bước theo. Và chính trong cái tâm điểm quan trọng đó quy chiếu mọi cái suy nghĩ của chúng ta. Nếu như Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng, mẹ quy chiếu về hành trình yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi mẹ, và chỉ mỗi một người chúng ta cũng hãy tập quy chiếu tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, tại giáo xứ của chúng ta dưới ánh sáng của tin mừng, và bám chắc vào tà áo của mẹ Maria chứ không phải bám vào ai hết á. Và chính tình yêu của Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria mới tiếp tục gìn giữ giáo hội của Chúa tại giáo xứ chúng ta. Xin sức sống của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa và lời truyền cầu của Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ mỗi người chúng ta và đặc biệt mẹ của toàn thể giáo xứ Tân Phước thân yêu của chúng ta, giúp cho chúng ta sống đùm bọc yêu thương và nghe nhau thực hiện những điều Chúa truyền tải qua nhau để chúng ta làm nên một nét đẹp trong một năm mới, nơi con tim mới và trong hành trình đức tin mới của giáo xứ thân yêu này. Amen.